Xin chào mọi người lại đến với channel của Hưng Nguyễn. Hôm nay có một cái lứa hàng, nói chung là cũng đã vào để lấy tay đầu rồi, để lấy ba tay đầu rồi. Thì hôm nay nó có một cái lớp hàng chọi, gọi là hàng đã được khoảng tầm mười mấy ngày rồi. Thì hôm nay đã rơi vào ngày 13 rồi. Theo như cái 13 thì mình biết được là mình đã thử rồi, nó sẽ không lem. Nhưng mà rất là, với đó là hàng mùa thôi, còn hàng điện chúng ta không có nên thử vậy, rất là nguy hiểm. Chờ nó bị, nếu mà nó bị lem thì sẽ không bán được hàng, thiệt hại kinh tế rất là lớn. Thì đó, hôm nay thì ngày mai nó sẽ chỗ ha, bông này sáng mai nó sẽ chỗ, chiều mai nó sẽ cúi đầu, thì sáng mai tôi sẽ chờ chỗ hơn khoảng 50%, tôi sẽ xịt cái bài thuốc này là bài thuốc không lem, có thể phủ lên cái trái luôn, và trái này là 13 ngày ha. Điều kiện mà để có cho trái to vậy là chúng ta cần phải nuôi một dây một trái thôi, và đừng có chia ra nhiều. Và thứ hai chúng ta phân phân gốc nó đúng phân hàm lượng ha. Hiện tại bây giờ vào giai đoạn này là kali rất là cần, để cần thiết cho cái trái nó to và nó bóng hơn. Mọi người coi cái tay vàng tay rất là dày ha, này là tay voi. Những bài trước là mình xịt lem, và bây giờ qua giai đoạn này là mình sẽ không lem nữa, là cái bài này lấy tay đầu này có thể phủ lên cái trái già này luôn, nó sẽ không bị. Bây giờ giai đoạn này bắt đầu nó làm hột đen rồi, là nó gây ra cái hiện tượng rất là dễ bị lem, bắt đầu nó chuyển qua hột đen rồi ha. Trái này là 13 ngày rồi, rước vào 13 ngày rồi, nó lên thành hàng cồ rồi nha. Cái này chỉ cần vài ngày nữa sẽ căng trái ra để làm hột, thì nó sẽ to hơn. Và cái giai đoạn này nó chúng ta thúc á, thúc không lem thì cái hiện tượng là nó rất là chậm lớn, nó có hiện tượng rất là chậm lớn. Thì giai đoạn này nó không có phải như sau rút râu vài ngày nữa, mà nó đã là làm hột đen rồi, bắt đầu nó làm trong cái ruột rồi, nó cái hiện tượng trái nó bung rất là chậm. Và chúng ta cần phải cung cấp đầy đủ phân bón dinh dưỡng nó mới to được. Đây là những cái trái nó nhỏ ha, tôi cố gắng tôi vuốt tay cũng như tôi làm để nó to hơn. Một hàng một lớp hàng không phải là đơn giản đâu, chúng ta xịt mà nó lỡ tay, nó pha lộn thuốc cái là nó mệt lắm. Rồi, những cái trái này mà để làm cân thì mọi người hiểu nó to cỡ nào rồi. Bây giờ cái này tôi bảo đảm với mọi người là cân là nó sẽ là trên 4 lạng này ha. Rồi, 13 ngày thôi, nó không 4 lạng rồi. 13 ngày, ở giai đoạn 13 ngày sau rút râu thì tôi nghĩ là tùy vào mọi người xịt thuốc gì để rút râu cái ngày 13. Thứ 13 lần, ngày 13, có thể nói là để chắc ăn nhất chúng ta tính từ ngày bông nở là đến khi nay là được 16 ngày. 16 ngày ở giai đoạn này nó sẽ lem trái, theo mình nghĩ thì 16 ngày từ khi bông chỗ. Nó sẽ có 3 lớp, lớp đầu, lớp giữa và lớp cuối, thì đó là trung bình 3 lớp ha. Có nhiều vườn nó đến 4-5 lớp lắm. Thành ra là chúng ta phải tính được cái ngày đầu tiên để nó cái độ xác suất nó sai đi là không có nha. Chúng ta xịt thuốc lem mà không lem ở giai đoạn này nó đúng thì nó mới không mang cái hậu sản phẩm là bị lem trái được. Đấy, mọi người coi nó sẽ bóng ha. Chúng ta dùng Amino, nhưng mọi người không có thì dùng Anh Nông đó. Tôi thường là dùng Anh Nông 2 hoặc là Anh Nông 3. Còn không có thì dùng Amino Combi thì nó sẽ ra cái trái nó mỡ mà nó bóng mà. Còn cái chuyện ghẻ trái là mọi người phải dùng thuốc trừ sâu thôi. Hôm nay suốt trừ sâu tôi dùng chỉ có một loại, là cái loại nó to, tôi không biết loại gì luôn. Chẳng qua là mình mua không có, thành ra mình phải dùng cái thuốc ở những cái đại lý gần nhà, thì nó lại không có những cái thuốc chuyên dụng của mình hay dùng. Mình mua đại một thứ nên bỏ thử thì nó cũng hiệu quả đây. Rồi, tới đến tôi sẽ chia sẻ đi cái bài thuốc này cho mọi người cùng nắm bắt được. Về đề tài chính đó, thì mình cũng muốn nói là cái mẫu trái như thế nào rồi. Mọi người hãy cố gắng theo dõi, đừng có nói mà dài dòng tua nhanh là mọi người sẽ không hiểu được cái vấn đề gì hết. Rồi, khoảng vài ngày nữa mình sẽ vuốt tay ha. Bữa nay mai xịt mốt, có thể là mốt hoặc là mốt, mốt hoặc là có thể là thứ bảy, chủ nhật gì đó mình vuốt tay, hoặc là thứ hai vuốt tay cũng được.
Thì mọi người, tôi sẽ chia sẻ bài thuốc ha, mọi người cố gắng nắm bắt. Đây, để được mà xịt búp á, cũng như là xịt trái á, là không bị lem á, thì mọi người dùng cái gói. Nếu mà xịt trái mà cộng với búp thì mọi người dùng nó F12 này. Ha, F12 này nó có thể dùng được 3 trước nở 3 ngày, sau lặt rau 3 ngày, sau lặt rau 10 ngày, sau lặt rau 17 ngày. Đó là vẫn dùng được trên trái non ha, trái già luôn. Trái mà làm hột cũng bắt đầu chúng ta xịt được. Đó là cái bài mà mình nói là xịt búp thôi, còn đây là cái bài ba tay đầu đây. Nếu mà mọi người áp dụng ruột đỏ thì có thể là 12 lít thôi ha. Cái này là không lem ha. Không lem. Cái bài này không lem, thành ra chúng ta xịt cỡ bông nở lác đác hoặc là nở 50% thì mọi người xịt, hoặc là nở 30% đó. Ngày thứ hai á, có nghĩa là ngày thứ hai á, nó là N là 4%, đạm là 4%, phosphor oxit 8% và kali là 6%, axit amin là 1,5%. Kéo ba tay đầu tạo màu bóng trái, xin lỗi, tạo màu xanh bóng tự nhiên, túm màu hồng trái. Đây, một cái thành phần này nó không, tôi sẽ thử trước, tôi sẽ thử thuốc trước và để mọi người đi sau. Có những cái bài thuốc khác nó rất là nhiều ha. Đây là thuốc giải độc, nó để cho cái trái nó bung ha. Rồi canxi bo, nếu mọi người không có canxi bo này, mọi người mua một viên GABA đỏ không lem. Nó là thành phần, nó là cũng là GABA nhưng mà nó không có lem, nó gây hiện tượng không lem. Và một gói vua mập tai, ngừa tía tai, thì thằng này cũng được mà tai voi không lem cũng được, nó cũng tương tự nhau thôi. Rồi các mọi người nên nhớ, ruột đỏ chúng ta pha 12 lít và ruột trắng chúng ta pha là 16 lít hoặc là 15 lít. Cái này á, à, cái bình này nó hơi bị mắc tiền ha. Nó rơi vào khoảng 101.000. 101.000. Rồi để mà xịt trái nữa thì mọi người cần phối hợp thêm cái thằng gọi là chúng ta mà xịt luôn mà tay đầu cũng như là xịt trái thì chúng ta áp dụng thêm một cái gói gọi là gói búp này nữa, và một gói căng nở bề ngang nữa. Rồi là chúng ta có thể xịt trên trái. Và thuốc nấm thì mình đi thuốc nấm là để tránh bò chỉ cũng như là thuốc nấm rầy đó, chúng ta bỏ là một cái gói nấm Sico này và với lại là 10, đó là 10cc và 10cc Camilo vào. Rồi tôi bỏ thêm một gói nữa là gói bò chỉ đây. Đây, gói trái cà chua Remix, gói trái cà chua đây. Nó dùng cho sản phẩm cà chua rất là hiệu quả, mắc tiền ha, không phải là rẻ tiền đâu. Rồi mọi người dùng một cái thuốc bệnh ha. Đây là thuốc bệnh, thuốc sâu cũng như là đây là thuốc trừ bệnh đây. Là nấm, là thuốc trừ bệnh. Rồi mọi người nên bỏ Atinovat vào nữa để nó trừ bệnh ha, nó ngừa bệnh ha, bệnh khuẩn, nó ngừa nấm. Hoặc là Avilon hoặc là siêu khuẩn đều được. Rồi, bỏ cái này để hạn chế sâu và bò chỉ. Là mọi người đã bỏ thuốc này rồi, tốt nhất đừng bỏ thuốc gì nữa vì sợ có nhiều thành phần nó kháng nhau, nó đưa ra một cái phản ứng đó, nó mất cái chất thuốc đi. Nó sẽ không tốt ở trên vườn, không tốt ở trên chúng ta xịt vào trái. Đó là tôi thì có lẽ là mai tôi xịt luôn cả trái già. Thì cái bài này nó không lem, chúng ta không sợ đâu. Bắt đầu ruồi vàng nó tấn công rồi. Không biết mọi người có thấy không, thì ruồi vàng nó bắt đầu tấn công rồi. Tiếp đến thì mai tôi xịt xong thì tôi sẽ treo thuốc ha, để nó hạn chế cái vụ ruồi vàng này. Rất là bây giờ chích nó, mọi người không dùng thuốc khuẩn và mọi người không dùng thuốc nấm thì nó sẽ những cái vết chích đó nó sẽ gây ra hiện tượng là bị thúi và nấm đồng tiền nó tấn công rất là dữ. Đó,
có cái đó cái là nó ngừa hay lắm. Và những cái thẹo mà từ từ thân trái thì cái nấm đồng tiền này nó cũng có thành phần tác động vào để cho nó lột cái vảy đó đi ra đi, nó mất cái thẹo đi, rất là hay. Và giai đoạn này thì không dùng nano bạc cũng như là không dùng bất cứ sản phẩm nào mà nó gây lem trái được nó, thì mình hôm nay mình chia sẻ cái bài này cho mọi người cùng dùng. Nhưng mà tức là mình là một cái người tiên phong thì mình sẽ dùng cho mọi người cùng thấy như thế nào, trái nó như thế nào. Đây là một cái cách thử ha, một cái cách thử rất là nguy hiểm, nó dễ một cái vườn nó sẽ đi luôn một cái vườn, nó không mang hiệu quả đâu. Đôi lúc nó không có tay đầu thì nó rất là xấu, và đôi lúc nó dài quá thì tụi mình cần thử để mình đưa ra một cái kết quả tốt nhất, thì mình sẽ nói lên cái video thứ hai. Bữa nay là phần 1, video thứ hai để mọi người cùng có thể dùng cái cách nó hiệu quả. Đây là hàng chọi ha, trên hàng chọi nó có một cái già và đang còn vào giai đoạn lấy trái đầu mà có cây già. Bây giờ mọi người bơm thuốc lem vào, dù mình có che đi nữa đôi trái nó vẫn bị và nó sẽ xanh, nó không có chín được, nó mất cái, vào cái hàng giạt nó rất cũng không hay. Bây giờ mình sẽ quyết định là mình đi cái thành sản phẩm này. Bữa trước chia sẻ một cái bài thuốc gọi là không lem kia rồi, nhưng mà hôm nay không có dùng cái thằng đó nữa, mình muốn dùng cái sản phẩm mới hơn để cho người cùng trải nghiệm cùng mình. Rồi, tôi xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người thành công. Và hãy nhấn đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất tiếp theo, hoặc là những video báo giá thanh long. Rồi, tôi xin chào tạm biệt mọi người ha.